thưa quý vị, khi mà quý vị có income cao thì trước mắt là cái ngôi MBA xin chúc mừng là quý vị có khả năng tạo ra được income cao. Nhưng mà một trong những cái ưu tiên cũng như là cái concern cho nhiều quý vị là làm thế nào để chúng ta có income cao rồi mà đóng thuế thấp thì mới là quan trọng. Vâng, đúng không quý vị? Vâng, có income cao nhưng mà đóng thuế cao thì chuyện bình thường. Nhưng mà có income cao nhưng mà đóng thuế thấp được mới là hay. Vâng, thì quý Ngô xin xin phép đưa ra một trong những cái mà để giúp cho quý vị có thể đóng thuế thấp, tiết kiệm được tiền thuế và khi về già, khi về hưu thì được nhiều tiền để cho quý vị lo cho cuộc sống lúc về hưu một cách nhàn nhã. Vâng, nếu mà quý vị có income cao thì thường thường nếu mà nó theo theo cái tax bracket thì quý vị sẽ đóng theo cái mức cao. Ví dụ như là bình thường người ta đóng cái mức thu nhập là từ 0 đến 8 ngàn là khoảng 10%, rồi sau đó nó tăng lên 15, 20, 25, 35 gì đó. Thì khi mà chúng ta có income cao thì chúng ta bị đóng thuế theo cái tax bracket cao. Thì như vậy là nếu mà chúng ta biết cách đó, cái gọi nó gọi là tax strategy, nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được tiền thuế mà để dành tiền cho cái tương lai về hưu rất là quan trọng. Vâng, nếu mà quý vị biết cách thì mỗi năm một người thì quý vị có thể bỏ vô cái IA, traditional IA là 5.500, hoặc là một gia đình thì sáu, sau đây một gia đình là hai người cộng lại, tức là 5.500 cộng 5.500 là 11.000. Còn nếu mà quý vị lớn tuổi hơn thì quý vị sẽ quyền bỏ nhiều tiền hơn. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị bỏ 11.000 cho một gia đình thì quý vị đôi khi cái tiền thuế của quý vị đã giảm được mấy ngàn. Giả sử như quý vị đóng thay vì là 10 ngàn thì quý vị nhiều khi chỉ còn đóng có 6-7 ngàn thôi, thì quý vị đã tiết kiệm được cái tiền thuế rất là nhiều. Ngoài ra là quý vị bỏ trong cái tài khoản IA số tiền, ví dụ như thay vì quý vị chỉ bỏ có 7-8 ngàn, 8-9 ngàn mà quý vị được trong cái account của phần về hưu là 11 ngàn, thì rõ ràng đây là một cái công cụ rất là tiện lợi cho quý vị. Tức là vừa giảm được tiền thuế, vừa có được cái tiền IA bỏ trong cái quỹ IA account về hưu, mà đặc biệt là cái quỹ đó là được tăng cái tiền lời dựa theo cái sàn chứng khoán, mà khi chứng khoán có lỗ gì thì nữa quý vị cũng không có bị lỗ. Đó là cái annuity IA. Quý vị nếu biết cần biết thêm về chi tiết đó thì Tí sẽ làm, nếu mà quý vị comment thì còn Tí có thể làm cái clip đó để hướng dẫn thêm cho quý vị. Đây thì hôm nay mình nói sơ để quý vị hiểu được cách mà chúng ta có thể tiết kiệm được tiền thuế và có cơ hội xây tiền cũng như grow tiền trong tương lai cho khi về hưu. Vâng, nếu mà quý vị cảm thấy cái video nó phù hợp cũng như là những video cần kế tiếp quý vị làm cái gì thì vui lòng comment cũng như là subscribe để Chí Ngô có điều kiện làm thêm cái thông tin để giúp cho quý vị hiểu thêm, có cơ hội giảm thuế và có cơ hội giữ tiền về hưu tăng cũng như là ổn định, có cơ hội có lifetime income. Xin chân thành cảm ơn, và nếu mà quý vị được thì share cho những bạn bè có cùng hoàn cảnh như mình biết.